dung chuyển, được quay đầu chạm một góc, có lẽ là của Morinaco. Và Palisso không vượt qua được người đồng đội cũ Moises Caicedo. Đúng là trong thế giới bóng đá mọi thứ xoay chuyển quá nhanh. Mùa giải năm ngoái thì Moises Caicedo với Mark Palisso là đối tác ăn ý ở tuyến giữa Brighton, và mùa giải hôm nay thì mỗi người đã một đầu chiến tuyến rồi. Hôm nay cũng xem lại tình huống tấn công về nào cánh trái rất nhịp ngang của Liverpool, phản ánh viên quen thuộc của The Cop và chuẩn chỉnh của Eddie Robertson. Đáng tiếc lắc đầu của Pinocchio lại đưa bóng chậm một dọc, và có lẽ là cơ hội ngon nhất để lập trận dành cho Liverpool. Cái đội cũng đã có những thời cơ rất ngon ăn, nhưng bàn thắng thì vẫn đang lẩn tránh chúng ta, cùng tránh những cái thủ trong kiểu bài. Đắc Sơn ui gặp mặt thì khó. Penalty nhìn trông khiếp thật, nhìn như kiểu con quái thú ấy, kiểu một to một khỏe một cao. Và cùng xem lại một cơ hội cực kỳ ngon lành dành cho Liverpool. Cú lắc đầu của Liverpool đã biến chủ tịch Petrovic trở thành một khán giả bất đắc dĩ rồi, nhưng mà cột dọc lại có thể cứu lua cho Chelsea. Chelsea đã thắc thua một cách may mắn trong tình huống này, cột dọc đã cứu mình. Phải chăng ngày nay vận đỏ đang đứng về phía đội bóng từ thủ đô nước Anh đây?